thập nhất, tránh xa ra chút đi, cái đó nguy hiểm lắm. Ngài lại đây. Không sao đâu, thêm một ống nữa. Không được cho thêm nữa. Cái này không sao, vui lắm. Có sao đấy, nguy hiểm lắm. Bước gói lưu hình, khiến thập nhất bị thương, đổ tội cho tứ hoàng tử. Cẩn thận. Thập nhất. Thập nhất, ngài không sao chứ? Thập nhất điện hạ. Thập nhất điện hạ. Tiểu giả. Tiểu giả. Thập nhất. Điện hạ. Tiểu giả. Tiểu giả. Điện hạ. Tiểu giả. Tiểu giả. Điện hạ, không được đi. Ngoan ngoãn cho ta. Đâu, đâu, đâu. Điện hạ. Điện hạ, ngài không được đi. Các người làm gì vậy? Các người. Điện hạ. Điện hạ, cuối cùng ngài cũng về rồi. Không hay rồi. Làm sao? Tiểu giả cô nương bị cấm quân bắt đi rồi. Bắt đi rồi ư? Không biết cô ấy và thập nhất điện hạ đang làm gì. Đột nhiên phát nổ. Giờ e là bệ hạ đã biết rồi. Phát nổ. Lưu huỳnh. Đúng là thập nhất đã lấy đá lưu huỳnh ở chỗ ta. Nhưng ta đã xác nhận là không có nguy hiểm gì. Sao đột nhiên lại phát nổ? Vậy phải làm sao? Ti Dược Ti đã phái người đến chiêu thuần cung. Thập nhất hoàng tử không sao cả. Ngược lại là cung nữ đó bị thương. Tần Minh đã cấm lưu thông lưu huỳnh, chỉ được trữ ở kho của lễ bộ. Sao thứ đó lại xuất hiện trong cung? Hỗn xược. Cung nữ nào gan to bằng trời như vậy? Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần biết sai. Là lưu huỳnh nhi thần lấy từ lễ bộ. Hóa ra là vật nhi lấy à? Vậy tại sao lại đến chiêu thuần cung? Thập nhất đệ thích nghiên cứu những cái mới. Nhi thần thấy đệ ấy cần lưu huỳnh để làm ra thứ mới, nên nhi thần đã lấy từ pháo hoa nghênh đón sứ thần Ngõa Tư đưa cho đệ ấy. Hồi nhỏ Hiên Nhi và Giật Nhi có vài điểm tương đồng, thường thích đọc những loại sách tìm hiểu về vạn vật, sách lược quan trọng. Ta nhớ hồi nhỏ Giật Nhi cũng rất am hiểu về âm nhạc. Bản thân mình ăn chơi đàn điếm, còn muốn xúi dục đệ đệ của mình làm việc không đàng hoàng. Sao hả? Việc vặt ở lễ bộ không đủ cho con làm nữa phải không? Nhi thần biết tội. Tiểu giả, cuối cùng cô cũng về rồi. Nghe nói cô bị cấm quân bắt đi à? Cô bị thương rồi à? Có đau không? Hơi đau. Hôm nay cô làm ta sợ chết khiếp. Không sao đâu. Hôm nay ta nên lấy cái ống trúc đó ra. Không không không. Hôm nay ta không nên làm xà phòng lưu huỳnh. Cô đang nói gì vậy? Rốt cuộc hôm nay cô và thập nhất hoàng tử đã làm gì? Ta và ngày ấy nhất thời chưa nói rõ ràng được. Cô có biết bây giờ thập nhất sao rồi không? Ta nghe nói hôm nay hoàng thượng đã đến chiêu thuần cung thăm ngày ấy. May mắn là thập nhất hoàng tử không sao. Nếu ngày ấy xước tí da thì e là cô không giữ được cái đầu của mình đâu. Không sao mà. Xem ra bên này không vấn đề gì. Bên kia phải ăn nói với Từ đại nhân thế nào đây? Huỳnh thả ta ra đi. Cô sao thế hả? Sao thập nhất hoàng tử không hề hấn gì? Huynh, ngu ngốc. Ta làm sao? Huynh bỏ nhiều lưu huỳnh như thế, có thể giết chết hoàng tử đấy. Không thể nào. Còn giáo biện hả? Ta nói cho ngài biết, nhỡ mà thập nhất hoàng tử chết, nhất định hoàng thượng sẽ trách tội, sẽ tra ra đại nhân nhà huynh. Ta sẽ mách tội của huynh với Từ Hữu Chính. Huynh toi đời rồi. Ta nói cho huynh biết. Bất kể thế nào, cứ đánh lừa A Văn trước. Những chuyện sau đó xem có thể cho qua được không. Chúc mừng tình yêu đã mở khóa tình tiết phụ đại hội tỷ võ của sứ thần Ngõa Tư. Kiếm đủ 4 con hươu may mắn là có thể mở khóa tình tiết này. Huynh vừa nói là 4 tấm hình, tức là nằm trên người của 4 vị hoàng tử à? Xin hãy tự suy nghĩ. Không nói thì không nói, chỉ là tìm con hươu thôi mà. Ta giỏi lắm.
Tiểu Dạ, cuối cùng tỷ cũng đến rồi. Ta mà không bị Mẫu Phi cấm túc thì đã đi thăm cô rồi. Vết thương của cô sao rồi? Ta không sao. Đều tại ta, hại người suýt bị thương. Là tại ta kéo cô vào xem ngọn lửa. Cô bảo vệ ta nên mới bị thương. Nhưng cũng may là ngài không bị thương. Nếu không ta thấy dằn vặt lắm. Trong tình huống đó ta là đàn ông, ta nên bảo vệ tỷ mới phải. Đúng rồi, ta đã bảo Hà Hoang lấy thuốc bôi loại tốt. Ta bôi cho tỷ nhé. Đây là thuốc bôi sinh cơ phải không? Quả nhiên tỷ là người sành sỏi, vừa ngửi mùi là biết. Con hưu ở chỗ tiểu thập nhất, chắc là không khó tìm đâu. Được rồi. Cảm ơn. Thập nhất, ngài lại có thêm thứ gì hay thế này? Đó là những phát minh gần đây. Tỷ cứ từ từ xem đi. Khá lắm. Xem ra đều rất thú vị. Đương nhiên rồi. Hù ở đâu? Không nhìn thấy. Xem chiếc đèn lồng này đi. Đúng, chính là nó. Thập nhất, ngài có thể tặng cái đèn lồng này cho ta được không? Đương nhiên là được. Tất cả mọi thứ ở đây của ta, chỉ cần tỷ thích, cứ chọn thoải mái. Cảm ơn thập nhất. Tìm được rồi. Mang cả quà đến rồi. Chắc là ngài ấy không giận đâu. Tặng cho người này. Xem ra vẫn đang giận. Người xem, cái này gọi là bút trữ mực. Chỉ cần người vặn đuôi bút thế này là có thể hút hết lượng mực bên trên. Như vậy, người có thể giảm bớt công chấm mực. Mấy ngày nay cô và thập nhất làm loạn là vì cái bút này à? Cái này sao gọi là làm loạn được? Đây gọi là phát minh sáng tạo. Chỉ cần người có cây bút này, một lần hút mực là có thể viết hết tất cả một câu thơ, không vấn đề gì. Có lợi hại không? Người bị thương rồi à? Ta biết. Mấy ngày trước trong lúc thi tài nghệ, ta không biết thư pháp mà người dạy ta. Người tức giận phải không? Nhưng ta cũng có nỗi khổ riêng mà. Đã bao nhiêu ngày rồi mà người vẫn giận à? Người thật sự nhỏ mọn quá đấy. Ta nhỏ mọn? Chúng ta không cần thiết phải cãi nhau vấn đề này. Rõ ràng là bao nhiêu ngày nay người không để ý gì đến ta. Người còn cô còn thở dài nữa à? Tứ điện hạ, mấy ngày nay người có mỹ nữ bầu bạn vui quá nhỉ? Hôm nay người nói rõ ràng cho ta. Cái này do hoàng thượng ban cho. Đập vỡ là mất đầu đấy. Ngài nói đúng. Ngài bị ăn đập thì không sao, nhưng nó không được. Tứ điện hạ, ta còn có việc, ta đi trước nhé. Vừa nãy mình nói gì thế nhỉ? Cho ngươi mạnh miệng, cho ngươi tỏ ra mạnh mẽ này. Rõ ràng mình đến xin lỗi cầu hòa với ngài ấy mà. Giờ thì không làm hòa được rồi. Thế là đi mất à? Tiểu điện hạ, sao tiểu giả cô nương lại tức giận bỏ đi thế? Cô ấy tức giận à? Người nên tức giận là ta mới phải. Mấy hôm trước Lưu Huỳnh phát nổ, nếu không có ta nhận lỗi nhanh thì một cung nữ khiến hoàng tử bị thương, làm việc không đàng hoàng sẽ bị chém đầu đó. Còn nữa, cô ấy và thập nhất làm loạn mấy ngày trời là vì chiếc bút này. Ngươi xem đi. Điện hạ, chiếc bút này đặc biệt thật đấy. Tiểu Bảo, người nói xem, chiếc bút này không phải là cô ấy làm riêng cho ta đấy chứ? Nhất định là vậy.